hầu như bộ phận nào của cây cũng có chứa morphin, tức là chứa alkaloid. Chỉ có duy nhất một bộ phận không có chứa alkaloid và chúng ta có thể dùng trong thực phẩm, đó chính là hạt. Hạt của cây thuốc phiện không có chứa alkaloid. Còn bộ phận dùng chính là chúng ta lấy nhựa, chúng ta đặt cái quả và chúng ta nhựa chảy ra, chúng ta lấy nhựa và nhựa đóng thành bánh, mình thấy bánh morphin, bánh thuốc phiện. Cái nhựa này hay là cái bánh thuốc phiện này, chúng ta gọi nó là opium. Chúng ta có thuật ngữ opium để chỉ nhựa thuốc phiện, tức là hỗn hợp các alkaloid được chiết ra từ cây thuốc phiện. Còn để chỉ về các alkaloid ở trong nhựa thuốc phiện, chúng ta gọi là opiat. Ví dụ chúng ta nói opiat là morphin, codein, papaverine, tức là các alkaloid có trong nhựa thuốc phiện, chúng ta gọi opiat. Chúng ta còn có một thuật ngữ nữa là opioid. Opioid tức là hay là nhóm thuốc giảm đau gây nghiện, opioid, đúng không? Tức là những chất có thể là tự nhiên hoặc là bán tổng hợp mà nó có tác dụng giảm đau gây nghiện giống như morphine. Thì chúng ta phân biệt ba thuật ngữ này. Opium ý ám chỉ là nhựa thuốc phiện, opiat là ám chỉ các alkaloid ở trong nhựa thuốc phiện, tức là alkaloid được chiết ra tự nhiên như morphine, codein, papaverine, chúng ta gọi là opiat. Còn opioid là các thuốc giảm đau gây nghiện, tức là nó có tác dụng tương tự như là morphine, chúng ta gọi nó là opioid. Ví dụ như ta có như là mấy cái dẫn chất giảm đau gây nghiện từ morphine ha. Cô nghĩ nhóm thuốc opioid này bạn đã học trong phần dược lý, với thuốc nhóm thuốc giảm đau gây nghiện. Hạt có thể nói là bộ phận duy nhất không có chứa alkaloid và được dùng làm thực phẩm. Các alkaloid trong thuốc phiện chúng ta có rất là nhiều, nhưng ở đây cô có nhấn mạnh đó là morphine, không? Morphine, bên cạnh đó mình có thể nhớ thêm codein. Và nhìn công thức thì morphine, nhìn vô công thức có OH phenol, chỗ này là OH gắn vào vòng thơm thì nó chính là morphine. Còn codein thì H này đã chuyển thành ở CH3 rồi ha. Công thức thì mong bạn nhớ được công thức của morphine và codein. Không cần nhớ nhiều, họ hỏi cho công thức này, hoặc công thức này tên là gì? Bạn nhìn thấy nhóm OH gắn vào vòng thơm thì nó chính là morphine. Nhóm OH này chuyển thành OCH3 thì nó chính là codein. Còn chúng ta không thi tự luận, nhưng ta không phải vẽ. Thành phần khác bạn đọc thêm. Chúng ta vô quy trình chiết xuất morphine. Từ nhựa thuốc phiện, cô sẽ hòa vô nước nóng, sau đó cô thêm sữa vôi. Sữa vôi tức là COH2 lần đó bạn, sữa vôi chính là COH2 lần. Và khi kiềm hóa bằng sữa vôi thì bạn sẽ thấy morphine sẽ cộng với COH2 lần, bởi vì morphine có nhóm OH phenol cho nên khi cộng với kiềm nó sẽ tạo thành muối canxi mọc. Còn các alkaloid khác, trong môi trường kiềm thì nó sẽ chuyển hết thành alkaloid dạng 3 giờ, và alkaloid dạng 3 giờ thì không tan trong nước cho nên nó sẽ đổ xuống. Chỉ có mình morphine là bởi vì nó có nhóm OH phenol nên nó sẽ phản ứng với kiềm và cho mình ra muối canxi mọc là nằm trong dịch kiềm của mình. Sau đó cô sẽ tiến hành cho muối ammoni clorit là NH4Cl vào, đến pH 8, 9 ha. Mình nhớ dùm cô là cô sẽ thêm NH4Cl vào thì canxi mọc sẽ cộng với lại NH4Cl và sinh ra morphin. Morphin sẽ tụ xuống và lúc đó cô thu được morphin thô. Nhưng mà sau đó cô phải tiến hành tinh chế morphin thô này bằng cách từ morphin 3 giờ cô sẽ cộng với axit và tạo thành muối. Đó cô lại kiềm hóa lại để tạo thành morphin 3 giờ. Đây được gọi là quá trình tinh khiết hóa do sự chuyển dạng của alkaloid. Và sau đó chúng ta chuyển morphin 3 giờ thành morphin clorit và lúc đó nó sẽ tụ xuống, chúng ta sẽ thu được các tinh thể morphin. Đây chính là quy trình chiết xuất morphin từ trong thuốc phiện.
yêu cầu của bạn là sẽ hiểu được quy trình này, mình có thể không thuộc hoàn thuộc lòng được quy trình này, tuy nhiên bạn sẽ hiểu được quy trình này ha. Vậy hiểu như thế nào, bạn sẽ trả lời được các câu hỏi mà cô đưa ra. Ví dụ như tủ này là gì, anh thấy ở đây tủ là gì, lúc nãy cô đã nói một thuốc phiện cộng với sữa vôi, morphine cộng với CaH 2 lần thì sẽ ra canxi morphinat và tan trong nước, cho nên trong phần dịch kiềm sẽ có chứa canxi morphinat. Ngược lại tủa sẽ là các alkalis dạng tủa sẽ là các alkalis khác ở dạng bazơ ha, không phải morphine. Trong dung dịch kiềm sẽ chứa morphine nhưng ở dạng morphinat canxi, đúng không? Đáp án của câu 1 là các alkalis dạng bazơ khác chứa morphine. Trong can dung dịch kiềm sẽ có chứa morphine nhưng ở dạng morphinat canxi. Đây, chữ morphinat canxi đây, hay là canxi morphinat. Tiếp, kiềm được dùng để chiết alkaloid từ thuốc phiện. Đây là kiềm gì đấy bạn? À, CaOH 2 lần. Đáp án là CaOH 2 lần. Đáp án câu 3 là sữa vôi hay là CaOH 2 lần. Câu 4, kiềm để kiềm hóa morphine muối thành morphine bazơ. Đây bạn thấy morphine muối chuyển thành morphine bazơ là dùng NH4OH hay là NH3. Thì bạn có thắc mắc vì sao phía trên này chúng ta lại sử dụng CaOH 2 lần, còn dưới này chúng ta lại sử dụng NH4OH hay không? Thứ nhất, ở trên này chúng ta đang tiến hành phản ứng của nhóm OH phenol của morphine với lại kiềm. Thì chắc chắn nó phải là kiềm mạnh mới xảy ra phản ứng với nhóm OH phenol. Nên chỗ này chúng ta phải sử dụng CaOH 2 lần hoặc NaOH. Nhưng thường chúng ta sử dụng CaOH 2 lần là lúc vôi cho nó rẻ. Còn chỗ này để chuyển từ morphine muối thành morphine bazơ, bởi vì morphine là alkaloid có tính kiềm yếu, yếu hơn NH3, nó nằm trong nhóm đa số, cho nên chúng ta chỉ việc sử dụng NH4OH hay NH3 là được rồi, chứ chúng ta không sử dụng kiềm mạnh. Tiếp, câu số 5, muối dùng để chuyển thành morphine bazơ tủa xuống. Muối nào đấy bạn? À, muối NH4Cl amonium chloride. À, bây giờ mình coi nha. Thứ nhất, tủa là gì? Lại tủa là các alkaloid khác ở dạng bazơ ngoại trừ morphine, đúng không? Trong dung dịch kiềm sẽ có chứa morphinat canxi. Kiềm được dùng để chiết alkaloid từ thuốc phiện sẽ là CaOH 2 lần hay chính là sữa vôi. Kiềm để chuyển morphine muối thành morphine bazơ chỉ cần là NH3 thôi, bởi vì morphine là alkaloid có tính kiềm yếu. Câu số 5, muối để chuyển thành morphine bazơ tủa xuống đó chính là muối NH4Cl. Trong cả quy trình chiết xuất morphine, chúng ta sử dụng một muối duy nhất đó là NH4Cl. Rồi, vậy những cái câu hỏi như vậy sẽ chuyển thành câu hỏi trắc nghiệm như thế nào? Rồi, mình có 4 câu trắc nghiệm, giờ bạn trả lời cho cô nha.
Không có bạn nào trả lời luôn ta. Nhựa thuốc phiện à, nhựa thuốc phiện là opium, đúng rồi, 1B. 2, bộ phận dùng không có ăn calo trong cây thuốc phiện là hạt, đúng rồi, D, 2D. 3, nhựa thuốc phiện khi được hòa vào nước và kiềm hóa bằng vôi sữa lọc thu được tổ ích. Tổ ích sẽ là, thế là cái câu tổ lúc nãy cô nói đó hả, các alkaloid khác trong thuốc. Đó. Đúng rồi, nhựa thuốc phiện khi hòa tan vào nước kiềm hóa bằng sữa vôi lọc thu được tổ ích. Tổ ích sẽ là các alkaloid khác trong thuốc phiện trừ morphin. Đáp án B là đáp án đúng ha. Câu thứ tư. Nhựa thuốc phiện hòa tan trong nước lọc thu được dịch kiềm. Cái này chính là dịch ích, chính là dịch kiềm. X chính là morphin nát canxi, đúng rồi. Bạn sẽ thấy các câu hỏi ôn tập nó sẽ chuyển thành các câu hỏi trắc nghiệm nha. Mình sang được việc tiếp theo đó là Cankina. Tương tự bạn sẽ đọc về Cankina và trả lời các câu hỏi ở dưới đây. Mình có Cankina khá là đơn giản, sẽ trả lời 4 câu hỏi này.
Cankina là dược liệu thuộc họ cà phê Rubiaceae. Cankina mình sẽ thấy thân vỏ thân của nó, vỏ thân có màu đỏ. Nguyên nhân là do trong cankina nó có tannin, một loại tannin nhóm pyrocatechic. Tannin này khi bị oxy hóa, trùng hợp hóa sẽ tạo thành màu đỏ, nó tạo nên màu đỏ của tannin. Ở đây bộ phận dùng của cankina sẽ là vỏ thân, vỏ cành, vỏ rễ. Thường là sẽ thu hái khi cây khoảng 5 tuổi tới 10 tuổi. Người ta nhận thấy alkaloid cao nhất trong vỏ cây sẽ là khi 5 tuổi. Tuy nhiên, thường thời gian thu hoạch tốt nhất sẽ là 10 năm. Lý do hàm lượng alkaloid ít cao nhất trong vỏ cây là 5 tuổi, nhưng mà sao chúng ta thời điểm thu hái tốt nhất lại không phải là 5 năm mà lại là 10 năm. Thì sẽ thấy hàm lượng alkaloid cao nhất, ý nói là tỷ lệ alkaloid trên một khối lượng vỏ cây cao nhất là 5 năm. Nhưng bởi vì khi chúng ta thu hái vỏ thân, vỏ cành, vỏ rễ thì lúc đó là coi như là sẽ chặt bỏ luôn cây. Bởi vì vậy khi chúng ta để 10 năm thì khối lượng vỏ thân, vỏ cành, vỏ rễ sẽ tăng lên đáng kể. Mặc dù tỷ lệ thì nó sẽ thấp hơn 5 năm, nhưng bởi vì chúng ta tăng gia tăng đáng kể khối lượng vỏ thân, vỏ cành, vỏ rễ, như vậy hàm lượng alkaloid chúng ta thu được sẽ nhiều hơn ha. Nên thường là thời gian thu hái tốt nhất thì lại là thường thấy sẽ là 10 năm. Trong cankina có tannin, và chính tannin này đã tạo nên màu đỏ của vỏ thân cankina. Alkaloid trong cankina chúng ta có quinin, chinchonidin và chinchonidin. Và quinidin và chinchonidin, tức là chúng ta có tổng cộng 4 alkaloid: quinin, quinidin, chinchonin và chinchonidin. Nó là đồng phân quang học, nên là ở đây mình miễn giảm phần này. Mong bạn sẽ nhớ dùng cô công thức của quinin là được rồi ha. Bạn hãy nhìn, đây chính là hunquinolein, và hunquinolein thì alkaloid tiêu biểu mà cô dạy đó là quinin. Tiếp tục tới quy trình chiết xuất, bạn sẽ nhìn quy trình chiết xuất quinin. Quy trình chiết xuất này chúng ta giảm tải, chúng ta chỉ học một nửa quy trình thôi, tức là từ đầu cho tới việc phân lập ra quinin thôi. Còn khúc phía dưới này chúng ta sẽ bỏ ha, khúc mà tách riêng chinchonin, chinchonidin, quinidin thì chúng ta sẽ giảm tải bởi vì nó khó ha. Từ một vỏ thân cankina chúng ta sẽ cho với kiềm, ví dụ như NaOH hoặc CaOH 2 lần. Chúng ta sẽ ủ trong vòng 12 giờ. Để làm gì? Khi cho kiềm vô và ủ, tức là chúng ta đang chuyển hết alkaloid trong cankina thành dạng 3 giờ, và chúng ta phải ủ rất là lâu bởi vì trong cankina còn có tannin. Phá vỡ liên kết giữa quinin và tannin thì sẽ khó khăn hơn. Nên bạn cũng sự thấy việc sử dụng, chúng ta sẽ sử dụng kiềm mạnh là NaOH hoặc CaOH 2 lần, vì đây là bởi vì quinin có tính kiềm mạnh và trong cây cankina có tannin, cho nên chúng ta phải sử dụng kiềm mạnh và ủ 12 giờ. Tuy nhiên không được ủ quá lâu. Nếu chúng ta ủ nhiều ngày thì bạn sẽ thấy alkaloid dạng 3 giờ nó rất là kém bền, nó sẽ bị oxy hóa và bị hư. Chính vì vậy chúng ta chỉ ủ khoảng chừng trong khoảng 12 giờ được coi là thời gian đã nghiên cứu chứng minh là tốt nhất. Sau khi chiết alkaloid dạng 3 giờ, sau khi kiềm hóa thu được alkaloid dạng 3 giờ, chúng ta sẽ chiết nó bằng dung môi hữu cơ. Benzet là benzen, chúng ta sẽ chiết nó bằng benzen. Không. Thì chúng ta sẽ thu được alkaloid dạng 3 giờ. Nhưng lúc này alkaloid chúng ta thu được sẽ bao gồm cả quinin, quinidin, chinchonin và chinchonidin. Làm sao chúng ta tách quinin ra? Thì chúng tách riêng chúng ta gọi là phương pháp phân lập. Mà phương pháp phân lập duy nhất mà chúng ta học đó là dựa trên độ tan. Rồi chúng ta cũng sẽ dựa trên độ tan để tách quinin ra khỏi ba alkaloid còn lại. Chúng ta sẽ thêm axit sulfuric vào thì chúng ta sẽ thu được dạng muối. Axit sulfuric này vẫn bình thường khoảng từ 2 tới 5% thôi bạn. Thì chúng ta sẽ thu được alkaloid dưới dạng muối. Muối ở đây là muối bisulfat. Và sau đó từ dạng muối bisulfat chúng ta sẽ hòa với Na2SO3 để tăng pH lên 6.5. Tăng pH lên, cô có thể không sử dụng Na2SO3, cô có thể sử dụng NH3, nói chung là một cái kiềm nào đó để tăng pH lên 6.5. Thì lúc đó
dạng từ dạng muối bisulfat sẽ chuyển thành monosulfat. Và dạng muối monosulfat đặc biệt của quinin thì nó sẽ không tan, nó sẽ tụ xuống. Còn dạng muối monosulfat của các alkaloid còn lại, đó là quinin, đó là quinidine, chinchonin và chinchoninin, thì nó sẽ tan. Chính vì vậy chúng ta đang tách riêng quinin bởi dựa trên độ tan. Và chúng ta sẽ chỉ hỏi tới đây thôi. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời tác nhân kiềm hóa dược liệu để chiết alkaloid, dĩ nhiên quinin là alkaloid có tính kiềm mạnh. Vì vậy tác nhân được sử dụng để kiềm hóa sẽ là kiềm mạnh, ví dụ như NaOH hoặc là CaOH 2 lần. Dạng muối quinin có độ tan tốt, chúng ta có dạng muối bisulfat không? Và dạng muối quinin không tan đó là monosulfat. Dạng muối quinidin, chinchonin và chinchoninin có độ tan tốt đó là monosulfat và bisulfat luôn. Hai dạng này đều tan. Câu số 4, để chuyển quinin bisulfat thành monosulfat chúng ta cần tăng pH lên 6.5 bằng Na2CO3 cũng được và bằng NH3 cũng được ha. Thì nhắc lại, đáp án ở câu số 1, tác nhân kiềm hóa dược liệu để chiết alkaloid sẽ là NaOH và CaOH 2 lần. Dạng muối quinin có độ tan tốt sẽ là quinin monosulfat. Dạng muối quinin không tan sẽ là bisulfat. Dạng muối quinin có độ tan tốt sẽ là bisulfat. Và dạng muối quinin không tan sẽ là monosulfat. Dạng muối, câu số 3, dạng muối quinidin, chinchonin và chinchoninin có độ tan tốt là monosulfat và bisulfat. Để chuyển quinin bisulfat thành quinin monosulfat chúng ta cần tăng pH lên bằng Na2CO3 hoặc là NH3. À, tương tự như vậy mình sẽ có các câu, 5 câu trắc nghiệm như đây, mình cứ làm thử.
Rồi, câu 1. Màu đỏ của vỏ thân cankina là kết quả của sự oxy hóa tannin. Đúng rồi, đó 1B. Chất gây màu đỏ, đã gây chất gây màu đỏ thì nó sẽ là tannin. Đáp án đúng là axit quinotannic. Đúng rồi. Thời gian thu hoạch vỏ thân cankina tốt nhất sẽ là 10 năm. Đúng rồi, 3B. Còn đáp án B hết rồi ta. Để chuyển quinin bisulfat thành quinin monosulfat, chúng ta cần kiềm hóa đến pH 6.5 bằng NH3. Dạng muối kết tinh của quinin trong chiết xuất sẽ là monosulfat. Và đáp án B, 5 câu đáp án B luôn. Ta vô cây cuối cùng, đó là cây cà độc dược. Cà độc dược này thì đơn giản. Bạn đọc slide cà độc dược và mình có ở đây mình có 6 câu, câu thứ 7 thì lát nữa cô sẽ giảng. Atropine là gì? Atropine chính là DL-hydroxyamine gì đó đó. Các bạn đọc và trả lời cái câu này ha. Thời gian thu hoạch tốt nhất là đúng là 10 năm ha. 5 năm chỉ là tỷ lệ alkalic cao nhất. Thường thì nếu mà để 10 năm thì sẽ thu được khối lượng vỏ thân vỏ rễ cao hơn, cho nên hàm lượng cho nên cái lượng alkalic mình thu được sẽ cao hơn ha. Tuy nhiên lúc khi mà chúng ta còn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế nữa. Cà độc dược.